Anh về rồi đấy hả? À quên nữa, chồng có biết là giậm mê chồng lớn không? Chồng em là mỹ nữ triệu người like mà. Anh đã quay trở lại hôm mốt rồi hả? Anh chàng diêm não đã quay trở lại rồi à? Gì mà cô hào hứng nồng nhiệt quá vậy hả? Cô mà làm vậy là lại làm trái tim tôi rung động nữa cho coi. Làm gì có chuyện, anh nghĩ làm là do tôi đúng không? Đúng. Cô điên mới nghĩ vậy á. Đúng rồi đó. Quản lý của Chelsea Won trả lời rằng là không thể sắp xếp thời gian để chụp ảnh độc quyền cho bài phỏng vấn của chúng ta được. Anh chàng muốn cam kìa. Giờ nhìn kỹ mới thấy anh ta hốc hác hẳn đi. Không biết anh ta có ngủ đủ giấc không nữa. Anh nó nhỏ thôi. Đây